em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục chương trình học tiếng Nga lớp 7. Trong phần bài ngày hôm nay chúng ta sẽ còn hai bài giải mà hôm trước chúng ta chưa làm. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ làm nốt. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy đó là ở đây là một gia đình này, bố này, con này và mẹ này. Và mẹ đang làm gì? Chúng ta có thể đoán được là mẹ đang viết thư. Và đây là mẹ đã viết thư xong rồi. Mẹ đi đến cái thùng thư của bưu điện để mẹ gửi thư đây. Vậy thì chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta cần phải làm việc với hai động từ nachat và konchit, đó là bắt đầu và kết thúc. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau viết như sau. Так, мама начала писать. Mẹ bắt đầu viết bức thư. Cái chữ của chúng ta nó nằm đâu rồi? Nằm tận dưới này. Так, mẹ bắt đầu viết bức thư, tức là mama начала писать письмо. Mama начала писать письмо. No. Lúc nào? В 11 часов. Так. В 11 часов. Thế và chúng ta sẽ có câu hỏi. Когда она кончила писать письмо? Khi nào thì mẹ kết thúc viết cái bức thư đó? Она кончила писать письмо в 12 часов. В 12 часов. Và ở đây chúng ta sẽ có câu trả lời. Thực chất có câu trả lời trước là она кончила писать письмо через час. Через час. Sau một tiếng. Thế và chúng ta sẽ phải viết là значит, có nghĩa là она кончила писать письмо в 12 часов. В 12 часов. Мама начала писать письмо в 11 часов. Mẹ bắt đầu viết thư vào lúc 11 giờ. Когда она кончила писать письмо? Khi nào thì mẹ viết xong bức thư? Chúng ta trả lời. Она кончила писать письмо через час. Mẹ kết thúc viết bức thư sau một tiếng. Значит, она кончила писать письмо в 12 часов. Bây giờ chúng ta sẽ cùng viết ở dạng thứ hai. Câu của chúng ta sẽ là, chúng ta sẽ thay bằng cái màu khác để cho chúng ta thấy là hai cái câu này ý nghĩa của cái cách sử dụng của nó khác nhau nhưng vẫn chung một ý nghĩa như vậy. Chúng ta sẽ có câu Mama кончила писать письмо в 12 часов. Mẹ kết thúc viết bức thư vào lúc 12 giờ. Vậy chúng ta sẽ có câu hỏi. Когда она начала писать это письмо? Khi nào thì mẹ bắt đầu viết cái bức thư đó? Chúng ta sẽ có câu trả lời. Она начала писать это письмо час назад. Час назад có nghĩa là một tiếng trước đây. Có nghĩa là значит она начала писать письмо в 11 часов. Đó là câu của chúng ta. Мама кончила писать письмо в 12 часов. Когда она начала писать это письмо? Она начала писать это письмо час назад. Значит, она начала писать письмо в 11 часов. В 11 часов. Так вот. Хорошо. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong phần câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi tiếp theo. Chúng ta nhìn thấy đây là có thể là người bà của chúng ta đi vào thư viện để đọc sách. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau xem và bắt đầu đọc sách từ lúc 12 giờ cho đến tận 7 giờ tối. Tác vụt chúng ta cứ cho đây là babushka đi. Đó, vậy chúng ta sẽ có câu như sau. Babushka. Начала читать книгу. Bà đọc một quyển sách rất to. Бабушка начала читать книгу в 12 часов. Sẽ có câu hỏi. Когда она кончила читать эту книгу? Когда она кончила читать эту книгу? Khi nào thì bà kết thúc đọc cái cuốn truyện đó? Bà kết thúc đọc cái cuốn truyện đó sau, chúng ta sẽ xem là mấy tiếng, là sau 7 tiếng. Nó là đấy. Так, она кончила читать эту книгу через 7 часов. Bà kết thúc đọc cái cuốn sách đó sau 7 tiếng. Vậy thì chúng ta sẽ nói она. Так, когда она кончила читать эту книгу, chúng ta trả lời через 7 часов. Và bạn sẽ nhận xét значит она кончила читать эту книгу эту книгу в 19 часов. В 19 часов. Từ 12 cho đến 19 đó là 7 tiếng. Так, бабушка начала читать книгу в 12 часов. Когда она, когда она кончила читать эту книгу через 7 часов, значит, она кончила читать эту книгу в 19 часов. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ phải viết ngược lại. Tức là ý nghĩa thì vẫn vậy, nhưng mà chúng ta sẽ viết rằng bà kết thúc đọc cuốn sách vào lúc 19 giờ. Бабушка кончила читать книгу в 19 часов. Thì chúng ta sẽ hỏi, thế bà bắt đầu đọc khi nào? Когда она начала читать эту книгу? Bà bắt đầu đọc cuốn sách đó lúc nào? Chúng ta trả lời bà bắt đầu đọc cuốn sách đó 7 tiếng trước đây. Она начала читать эту книгу 7 часов назад. Đó, và chúng ta nhận xét значит она начала читать эту книгу в 12 часов. Đó. Значит, она начала читать эту книгу в 12 часов. Vậy thì đó là phần bài học rất thú vị của chúng ta. Khi mà chúng ta phải viết rất nhiều. Cái quan trọng khi mà các em viết nhiều như này, cái quan trọng là các em phải đọc được. Muốn đọc được, muốn thành công thì các em phải viết tất cả những cái câu này ra một lần. Và các em phải đọc được những cái câu này 15 đến 20 lần thì các em mới thành công được. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng học thêm một tí chút nữa. Chúng ta sang thêm phạm trù do y posle. Do đó là trước, posle là sau. Vậy thì ở đây chúng ta có câu do школы ребенок был дома с бабушкой. После школы Сережа поехал в столицу учиться в университете. Đấy. Ở đây là gì nào? Chúng ta sẽ có giấy từ do. Do школы tức là trước. Do школы là trước. Trước trường phổ thông. До школы, đó là trước trường phổ thông. Tức là trước khi đi học phổ thông thì em bé ở nhà với bà. Sau khi mà đã hết học xong trường phổ thông, chúng ta sẽ là после школы. После школы là sau khi học xong phổ thông thì Сережа поехал в столицу, là Сережа đã đi đến thủ đô, учиться в университете để học tập ở trường đại học. Tiếp theo, института мой брат начал работать на стройке. Đây chúng ta sẽ có câu после института. Postinstitut là sau khi tốt nghiệp đại học. Postinstituta. Мой брат начал работать на стройке. Sau khi học xong trường đại học, anh trai của tôi bắt đầu làm việc ở ngoài công trường xây dựng. À, thế còn do instituta, còn trước do instituta, do ở đây chúng ta viết thường. До института он учился в школе номер 25. Trước khi vào trường đại học thì anh ấy học ở trường phổ thông số 25. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau làm xong thêm một bài tập nữa rồi. Bài hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Спасибо, до свидания. Các em đang xem video trên kênh Tiếng Nga từ lớp 6 đến lớp 12 do Thầy Hoàng thực hiện giảng dạy hàng ngày. Các em hãy bấm đăng ký kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và viết comment bên dưới mỗi video để động viên tác giả của các video. Chúc các em học thật tốt bộ môn Tiếng Nga và hẹn gặp lại các em trong các video tới.